Để đặt mua những chiếc tay cầm xịn sò nhất với giá thành tốt nhất, anh em đặt hàng ngay tại shoptaycam.com. Kingmansport.vn. Thế giới đồ thể thao Lam không chỉ đẹp mà còn giá tốt. Rồi, hôm nay tôi nhận đâu đó về khoảng 180 tỷ. Và bác chủ thì anh em cũng nhìn thấy rồi, bác ấy đang có một hình của Barca cũng rất là khỏe. Nên là ngày hôm nay thì bác ấy không biết tiêu gì với 180 tỷ này cả. Chỉ bảo với tôi là anh build cho em một hình lạ lạ một chút, đừng bao giờ build hình nó phổ thông. Tôi nghĩ đây là một trong những đội hình có thể nói là lạ được rồi. Wolfsburg với rất nhiều những cái tên cũng khá khỏe chứ không phải là đơn giản, như kiểu là Kevin De Bruyne, Osimhen, Benedict. Thì chúng ta sẽ xuống tiền luôn nhá. Tôi nghĩ đây là đội hình cũng rất đẹp đấy, không phải là yếu đâu. Đầu tiên hàng công này. Hàng công, ui khỏe đấy chứ, team mày ai bảo yếu được. Có Osimhen này, 180 tỷ. Có Osimhen, có Mario Gomez, có Andy Dzeko. Dzeko thì 2 chân 5 năm, sút thì kinh khủng tổng. Làm quả đờ Dzeko đi nhá. Làm quả đờ Dzeko đi cũng được. 25 tỷ. Rồi, đờ Dzeko với Osimhen sẽ là hai con hàng sẽ đá trên hàng công. Hai tiền đạo tôi nghĩ là tôi sẽ lấy hai con này đẹp nhất, Osimhen với Andy Dzeko nhá. Đảo xuống hàng tiền vệ nào, có Benedict chắc lấy Benedict chạy một cánh là đẹp ấy. Benedict thì có thể giảm tiền cũng được. Brainer một BTB thôi, làm con Brainer BTB 19 tỷ. Fembop này, Fembop chắc cũng chỉ cần bộ này thôi, bộ Ebet thôi là được rồi. Chứ đầu tư 65 tỷ cho con Fembop thì tôi thấy hơi cao. Thế vẫn dư tiền nhỉ. Trung vệ của con à, Kaiơ, Dante. Dante này mua kiểu gì ấy. Kevin từ từ nhá. Kevin từ từ thì nếu như mà dư tiền tôi tăng Kevin đấy. Không biết là con mấy con này có mua được không? Dante này mua được không? Tỷ 9 em ấy bán cho mình cái giá này nhỉ. Nacroy. Nacroy này 50 tỷ cơ à. 50 tỷ. Tôi thử nhá, xem phong cộng 8 còn ai. Còn đắc roi mùa này, cái thằng Bruma này thôi được đúng không? Dante à? Ở đây, ở đây Dante đi. Dante có chục tỷ mà chỉ số cũng được rồi mà. Đấy, Dante cặp với lắc roi là được rồi anh em ạ. Thế thôi, thằng lắc roi mùa xịn đá với Dante tôi nghĩ là hợp lý hơn. Lắc roi mà anh em bảo kêu yếu làm sao được. Lắc roi test đấy nhá, tôi đầu tư mạnh tay vào lắc roi đấy. Vậy làm con Benedict đi. Basic mùa này rẻ nhờ. Quân cúp có sút xoáy này. Làm con quân cúp nhá. Rồi Basic, Osimhen, Andy Dzeko. Và có khi là Kevin luôn nhỉ. Và Kevin đá giữa cùng với Fembop cũng được. Kevin lấy mùa này đi, quân cúp đây. Ôi sao mà cầu thủ mùa nào nó cũng rẻ mà anh em. Cầu thủ bây giờ mùa nào nó cũng rẻ luôn đấy. Chưa. Bây giờ cặp trung vệ xong này, Osimhen, Dzeko này, thiếu một con cánh nữa. Nếu như để Kevin đã tiền vệ rồi, thằng M. Agno này, thằng đéo nào nhỉ? À có Duckler à? Duckler lại lắm tim phết nhở. Là con cộng 8 đấy. Duckler 8 chắc rẻ. Thằng Duckler sao lại tụt giá này? U8 à? U8 này được này, giá rẻ. Em biết ngon nhưng mà nó hơi đắt. Đầu tư cái thằng Duckler này đắt thế nhở? Bỏ tạm Duckler này. Có Doku à? Thằng này được không nhở? Thằng mẹ cha này được không nhở? Mẹ cha đá được không? Chạy 118 mà tốc độ thì hình to luôn à. Nào thằng mẹ cha này đi. Thằng này cứ từ từ nhá, đặt 24 tỷ á. CB tôi vẫn thiếu một thằng nữa. Tôi mong là mua thằng Nacroy. Thằng Nacroy mua cộng 8 đi, cho đều team. Đây Nacroy tôi cố mua con này cộng 8 ấy. Đấy các bạn, chúng ta sẽ có cặp trung vệ full 8 luôn. Nacroy và Dante. Trung vệ chỉ cần thế thôi. Thật với anh em, không cần đầu tư nhiều, chúng ta lấy công bù thủ đội hình. Rồi, cân nhẹ quả lương cho anh em mình biết cái sức mạnh của đội hình nó đến đâu. Ở đây là Andy Dzeko này. Bên cạnh sẽ là Osimhen. Osimhen Totti. Bên này là Enmecha. Không thấy chưa? Cộng 8. Bên này là Benedict. Xích tôi đã tạo được quân cúp đi. Thực ra Benedict giảm xuống cũng được. Ở đây có Fembop này. Đây là Kevin nhá. Tiền vệ đội hình này nó cứ lầm lầm thì đéo nào. Thôi cho Kevin đá dưỡng được. Đẩy lên nó đá CM các bạn nhé. Là nhạc trưởng luôn. Cắt roi. Cắt roi 8. Về
Dante mua rồi không thể đổi nổi. Cũng được đấy, không đến nỗi tệ đâu. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với một vài vị trí thủ môn thủ biếc à. Có thủ thành Benaglio à? Tôi chơi form 5 nào. Form 5 nó yếu quá các bạn ạ. Thằng này sợ đéo mua nổi. Thằng này của Thụy Sĩ thì mua đéo gì nhỉ? Đẹp trước đi. Rodriguez à? Đây săn con Rodriguez này nhá. 2 tỷ 6 luôn này. Thằng này lương 21 thôi, cũng bình thường. 21. Quá ngon rồi, 2 tỷ, chỉ số 109 là quá đẹp rồi. Chân phải. Chạy nhảy xúc ảo con Virinha này. HCB à? HCB này đã được đấy. Con cộng 8 nhá. Thằng Mbappé đâu? À đây Mbappé đây. Mbappé đắt quá. Đây Mbappé mùa này. Đúng rồi. Mbappé mùa này ok. Đây. Mbappé mùa E21. Trời ơi tôi quên mất thằng Mbappé này. Rồi nhớ rồi. Rồi nó ở đây đấy. Rồi đẹp nhá. Thủ môn nữa là xong. Thủ môn còn 25 lương thì thực ra mua con nào được là anh em bố mà. Chỉ số thủ môn ít quá, không có nhiều lựa chọn. Nói chung anh em mua được con nào thì anh em bố cũng chơi đấy thôi. Mua con nào là dùng con đấy thôi. Khó cho tôi rồi. Ok anh em, chen mà lại còn đáng ngu à. Thằng hit này cũng được này. Cứ mua tạm với con hàng này một thường nhá. Chống cháy đã nhá. Thì lý tưởng nhất đấy, anh em mình muốn lý tưởng nhất thì có con này một té này. Con này mua được thì ngon này. Hoặc là hai con này cộng 8. Thì tôi cứ để Castel này cũng té đi. Không dùng hết lương được. Chỉ là lưng con Lacroix lên té thì mới hết lương thôi. Đó. Đội hình nhìn cũng ok mà anh em nhở. Nhìn cũng ra gì đấy. Đéo yếu đâu nha. Lòng cốt này không hề yếu một chút nào. Sau đó anh em mình dư tiền thì có thể mua một con dự bị hàng công nữa. Có thể làm con Blacky Cookie này cũng được này. Còn để vào hiệp 2 ăn với chạy cũng ngon. Hoặc là Duckler cộng 5 thôi. Origi thứ này mẹ nhiều nhân tài phết nhỉ. Nhiều nhân tài đấy. Tôi mua mấy thằng dự bị nhá. Một số con hàng khó mua. À đây, thủ môn này cũng đang săn này. Goosebump này tôi nghĩ là quá đẹp rồi. Trong cái form tiền này là quá đẹp. 3 days later. Rồi sau một ngày trở lại với đội hình của Wolfsburg mà tôi đã phá đâu đó khoảng 180 tỷ thì thực sự đây là một trong những đội hình cực kỳ đẹp trong form tiền này. Hai cầu thủ sẽ là trung tâm của hàng công, sẽ là Osimhen của mùa Totti, bên cạnh là Ndiaye của mùa 22 UCL. Với Wolfsburg thì anh em sẽ được búp chỉ số chung 3, lấy bóng 3, cắt bóng 3 và tim bạc sẽ là hai chỉ số. Những bộ chỉ số hỗ trợ cho phòng ngự cũng rất ấn tượng. Osimhen khi này sẽ có chỉ số tổng là 120 và tốc độ là 125 với ma tốc độ. Thân mùa giải này sẽ là 4 năm. Ndiaye sẽ có cho mình những bộ chỉ số về dứt điểm cực kỳ khét 127 và chọn vị trí là 129, hai chân 5 năm và sút xoáy đi kèm gần như Zeko ra chân là ăn mừng thôi. Bên trái chúng ta sẽ có một con hàng chạy cánh quốc dân là Ivan Perisic và bên cánh còn lại mình sẽ có là Enmecha. Anh chàng này cộng 8 cũng có những cái tốc độ rất khủng khiếp nhé. Tốc độ là 127, thể hình to, có ma tốc độ đi kèm luôn. Lực sút 127, dứt điểm 123, chọn vị trí cũng đã là 125 rồi. Thì tôi nghĩ đây là một lựa chọn cũng cực kỳ chất lượng dành cho hàng công đội hình này. Hai cầu thủ ở tuyến giữa chúng ta sẽ có Kevin của mùa World Cup, bên cạnh là Effenberg của mùa EBS, cũng là hai con hàng tiền vệ cực kỳ xịn sò. Bộ tứ vệ thì sao? Chúng ta có Lacroix của mùa 23 TS. Hôm trước mình định mua cộng 8 cơ, nhưng mà ngày hôm nay bác chủ đã nâng cấp cho chúng ta một con hàng trung vệ cực kỳ lực điền 23 TS với Lacroix chạy 125 và chỉ số tổng là 124. Bên cạnh sẽ là Dante của mùa Vitia cộng 8. Bên phải có Mbappé và bên trái sẽ là Rodriguez. Vị trí gác đền hiện tại là bác chủ có một con hàng hit của mùa 22U. Dự bị thì mình thấy có một vài những lựa chọn như kiểu Mario Gomez này, Luke Bakio này, Duckler, có thằng Agno, có thằng Slager, Kier và thủ thành Castel. Thằng này thì cũng là Wolfsburg luôn à. Ôi thằng này cũng được phết nhỉ. Và không phải chờ đợi gì, chúng ta sẽ đến với những sự trải nghiệm đầu tiên. Rồi đã thôi anh em ơi, chúng ta sẽ đến với những sự trải nghiệm đầu tiên của Wolfsburg này. Một hình Wolfsburg cũng rất mạnh trong form tiền này. Đi đâu? Osimhen chạy là chết. Chạy với Osimhen là chết. Tì quá. Tì quá. Rồi. Ui. Ui.
Ui, mày thế nhỉ, thằng thủ môn lương lam của tôi. Osimhen, tốc độ Osimhen, đâm thẳng vào vòng cấm của đội bạn, chớ ngay mà, không thể bắt nổi cái trò trong tình huống này anh em ạ. Và đó là Osimhen. Emecha, có mà tốc độ và tốc lên tới 127 thì ngại cái gì về mặt tốc độ với Emecha đây. Rồi đến đây rồi thì ok rồi, là ok rồi. Quả đấy hơi ẩu nha, Ui nhờ. Rồi Emecha, tốc độ của Emecha. Thế xong rồi, thế này xong còn gì nữa. Ui Osimhen, tốc độ có thừa, tốc độ có thừa. Một pha đệm bóng tinh tế của Andy Zeko. Ôi, hay quá nhờ Osimhen. Osimhen cứ đâm thẳng, cứ đâm thẳng mà bố. Đối thủ rất khó để bắt trò quả này. Và đó là Osimhen. Hay quá. Zeko nó sút bén quá anh em ạ. Không thể đỡ nổi những quả bóng như thế này. Ủa, Mbappé, tốc độ của Mbappé. Rồi tuyển 2, bạn ấy đã ghi gôn và điều đó thì ai lớp đã nhận ra ngay. Rồi xong, vấn đề được giải quyết luôn. Nhầm. Rồi cũng xong thôi mà. Cuối cùng thì nó cũng xong thôi mà. Osimhen. Hay chưa? Mecha. Ôi. Rồi bên này thoáng quá. Ivan Perisic. Đẩy cái gót nào qua thằng này. Cứa là xong. Cứa cái là xong ngay. Ba nho. Xong rồi đấy. Nope. Ôi. Đây rồi, đây rồi. Tạm tạm đánh đầu nè. Xong chưa? Ơ à, thằng Tài này ngu thế nhở. Tài óc chó quá trời anh em ạ. Kevin cứ là chết. Nope. Hay quá nhờ, basic. Sút chết luôn chuyện gì nữa. Đó là Ivan Perisic. Không thể bỏ lỡ cơ hội này. Hay quá. Hay quá. Qua hàng luôn. Xong luôn. Xong vấn đề luôn với Kevin. Ông Hoàng sút xa. Rồi đây rồi. Đỡ đi. Đỡ đi với Zeko. Ra chân thì không bao giờ bỏ lỡ được. Rồi. Cuối cùng vẫn là 5-0 thôi. Hay quá nhờ Emecha, bỏ lỡ sao.
Hay quá. Xong rồi đấy. Quả không thể bỏ lỡ được. Không thể bỏ lỡ được. Osimhen. Chọc luôn. Let's go. Qua người cái nhẹ. Chuyền cho Emecha. Emecha giật lại. Hay quá. Đỡ kiểu gì? Đỡ kiểu gì với Osimhen? Cái chân trái. Ủa. Rồi. Hơi rùa nhá, quả này hơi rùa nhá. Bàn thắng của Perisic.